nó là dụng cụ bảo hộ, thì nó là có mũ này, ở mũ cao bồi các bác nhé, mũ cao bồi này, cái này là 160.000 đấy, à, mũ mũ bảo hộ bắt ong này, đấy, cái loại này là loại loại to đấy, vành dưới là vành nhựa, xung quanh là lưới trắng, trước là lưới đen, đó, cái lưới này, mũ này thì hơn 100.000 này, à, mũ này là mũ bắt ong loại nhỏ này, lưới xung quanh màu đen này, đó, thì đây là ba cái mẫu mũ bảo hộ bắt, bảo hộ chống ong đốt. Thế ngoài ra còn áo liền mũ thì có hai mẫu này, một mẫu là màu trắng trong thoáng mát và một mẫu là màu dàn di truyền thống thì các bác đã dùng nhiều rồi. Thế đấy là đồ bảo hộ, à, dụng cụ rất là quan trọng nữa đó là cái bình xịt khói, rất là thiết yếu đấy, bình xịt khói để cho các bác chống ong đốt và ong nó hiền. Bình xịt khói nhà em ấy là chất liệu inox xịn nhé, chất liệu inox 304, bọc ngoài là bằng thép này, bầu ra rất là khỏe.